Baby, giàu là phải flex cho cả thế giới biết, xe sang áo hiệu phải dần dần cho anti-fan ghen tị. Sở hữu dàn siêu xe 29 tỷ chỉ để sống ảo rồi vứt xó vì chưa có bằng lái. Mỗi lần xuất hiện là gây chấn động, đồ không độc lạ đậm mùi tiền không phải Cardi B. Xét đồ hầu tòa nổi bần bật, thiết kế xa xỉ được biến tấu đầy bất ngờ không ai làm lại. Nữ hoàng của những chiếc mic gọi tên Cardi B, chị đã ném là không trượt phát nào. Rồi, tới công chuyện này. Gì đây? Đi lên kia chơi. Không có đủ trí thức tài năng thì đừng đấu với chị. Ha. Được xem là nhà nghèo vượt khó, Cardi B từ một quá khứ nghèo khổ giờ trở thành nữ rapper đầy nổi loạn, sở hữu khối tài sản khủng mà không phải ai cũng đọ lại được. Cuộc đời sang trang mới, số làm đại gia gọi tên chị nên Cardi B chẳng dạy gì mà không flex sự giàu có của mình cho mọi người biết. Nhất là đối với đám anti-fan thường xuyên mỉa mai chị giàu sổi, thì những màn khoe của phải càng rầm rộ để anti được dịp mở mang tầm mắt. Đối với Cardi B, mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần làm dân tình được fan lóa mắt. Chị diện đồ hiệu là điều bình thường, nhưng đồ hiệu phải biến tấu cho thật độc lạ thì chỉ có Cardi B mới nghĩ ra được. Những bộ đồ của các nhà thiết kế danh tiếng, brand đình đám vào tay nữ rapper đều trở nên lạ lẫm, thậm chí có phần hơi nhức mắt. Nhưng không sao, miễn là nó thể hiện cho sự nhiều tiền của chế là được. Đã không ít lần Cardi B khiến công chúng phải tròn xoe mắt khi flex đồ hiệu. Cô từng khoe cả bộ sưu tập túi tới từ nhãn hàng danh tiếng. Chỉ riêng dòng Birkin đắt đỏ, Cardi B đã gom khoảng 23 chiếc, được trang People ước tính giá trị lên tới hơn 11.000 tỷ đồng. Và đó là chưa kể những chiếc túi khác mà nữ rapper sở hữu. Đời thường và dự thảm đỏ với style lồng lộn sang chảnh là điều bình thường. Với Cardi B, dù cô làm gì cũng phải thật lộng lẫy. Ví như đi đẻ, nữ rapper cũng phải lên đồ đậm mùi tiền. Đến chiếc chăn mà cô đắp khi sinh xong cũng thuộc thương hiệu đình đám của Pháp. Hoặc như khi đi hầu tòa, Cardi B cũng mang toàn những thiết kế danh tiếng ra để diện. Mặc dù không lên đồ đầy màu sắc, song Cardi B dù diện đồ trắng đen cũng phải thật bắt mắt, cầu kỳ. Cảm giác như nữ rapper đang đi dự Fashion Week chứ chẳng phải ra tòa. Không chỉ đầu tư cho bản thân, mà Cardi B còn vung tiền mua đồ hiệu cho con gái, dù bé mới chỉ 3 tuổi. Ai mà tin nổi một đứa trẻ còn chưa đi mẫu giáo đã nhận được những món đồ đắt đỏ, những phụ kiện trang sức lên tới 6 tỷ đồng. Riêng hộp đựng đồ trang điểm mà Cardi B mua cho con gái cũng lên tới hơn 100 triệu đồng. Loạt túi sách hàng hiệu cô bé sở hữu khiến bao người phải mơ ước, trị giá xương xương vài trăm đến cả tỷ đồng. Sau đồ hiệu, Cardi B còn sở hữu bộ sưu tập xe với những thương hiệu đình đám thế giới. Nữ rapper có trong tay những chiếc xe tới từ Lamborghini, Rolls-Royce. Ước tính số tiền mà Cardi B đập vào loạt xe hơi sang chảnh này lên tới 29 tỷ đồng. Chéo ngoe một điều là thời điểm nữ rapper sở hữu dàn siêu xe lại chưa có bằng lái. Hỏi ra thì Cardi B trả lời tỉnh queo, mua về để chụp ảnh sống ảo. Mặc dù thời điểm hiện tại nữ rapper đã có bằng lái, nhưng chị vẫn không thích và không có thói quen tự cầm vô lăng. Tài năng, giàu có, song Cardi B vẫn là một quý cô cực kỳ nóng tính. Đã không ít lần nữ rapper bị bắt gặp có những hành động không hay khi biểu diễn. Nổi bật nhất chính là khoảnh khắc Cardi B ném micro vào khán giả. Mặc dù fan có giải thích là do người đứng dưới hát nước vào nữ rapper, song hành động ném mic cái dục cũng gây tranh cãi rất nhiều. Nhưng với Cardi B, ném là phải trúng và không có chuyện hối hận. Riêng cái mic mà Cardi B ném đã được đấu giá lên tới 2,3 tỷ đồng, cho thấy chiếc mic cũng đắt đỏ cỡ nào.